Hậu ly hôn, Dương Bịch hạnh phúc với tình mới, Lưu Khải Uy sông kín tiếng. Hai năm sau thông báo ly hôn gây sốc, Dương Bịch hiện đang hạnh phúc bên tình trẻ Ngụy Đại Huân, trong khi Lưu Khải Uy duy trì cuộc sống kín tiếng và chưa công khai tình cảm với ai. Tháng 12 năm 2018, Dương Bịch và Lưu Khải Uy bất ngờ công khai chuyện ly dị. Cả hai có với nhau có con gái Tiểu Gạo Nếp. Kể từ khi công bố yêu nhau vào năm 2012, Dương Bịch và Lưu Khải Uy luôn là một trong những cặp đôi ngọt ngào nhất Hoa Ngữ. Tuy nhiên, một năm sau khi kết hôn, người ta rất hiếm thấy khoảnh khắc lãng mạn của cả hai. Một số nguồn tin cho hay, mối quan hệ giữa Dương Bịch và Lưu Khải Uy đã rạn nứt ngay sau 2 năm họ trở thành vợ chồng, bởi cả hai đều là nghệ sĩ, đều tham vọng với sự nghiệp riêng. Sự xa cách thường xuyên khiến họ không giữ được tình yêu say đắm như ban đầu. Kết quả chia tay là điều mà khán giả hâm mộ đã nhìn thấy từ trước, khi cặp sao thông báo họ vẫn không khỏi xót xa. Sau thông báo ly hôn, Dương Bịch dồn sức cho sự nghiệp, cô bận rộn với những bộ phim, những chương trình quảng cáo, các sự kiện trong và ngoài nước, trong khi Lưu Khải Uy quyết định về Hồng Kông làm việc để có thời gian ở gần con gái. Trong khi Dương Bịch bị chỉ trích mãi mê yêu đương và tham vọng phát triển sự nghiệp, bỏ rơi cô con gái Tiểu Gạo Nếp tại Hồng Kông cho chồng cũ và gia đình nhà chồng, thì Lưu Khải Uy lại được truyền thông quan tâm vì luôn xuất hiện giản dị tại trường của con gái, đưa đón cô bé đi học, đi chơi. Dương Bịch và Lưu Khải Uy từng khẳng định rằng, dù không còn là vợ chồng nhưng họ sẽ làm mọi cách và làm những điều tốt nhất cho con gái Tiểu Gạo Nếp. Ông mới đây, truyền thông Trung Quốc bóc mẻ việc Dương Bịch đã không về Hồng Kông thăm con gái gần một năm vì công việc và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cô không ít lần bị nhận xét, chê trách là bà mẹ vô tâm, vô trách nhiệm. Trước những bình luận không hay về cuộc sống của bản thân, Dương Bịch từng tuyên bố cô không quan tâm và không bao giờ để những tin đồn thị phi làm ảnh hưởng tới cảm xúc hay cuộc sống của chính mình. Hình ảnh hạnh phúc của Dương Bịch bên Ngụy Đại Huân cũng khiến nhiều người yêu mến và ủng hộ Lưu Khải Uy được dịp chỉ trích nữ diễn viên nổi tiếng. Mối quan hệ giữa Dương Bịch và tình trẻ được phát hiện từ tháng 8 năm ngoái và khi họ cùng cộng tác cho một chương trình truyền hình. Tuy nhiên, là một nghệ sĩ nổi tiếng từng trải qua vụ ly hôn ồn ào, chịu nhiều sức ép từ dư luận, Dương Bịch và Ngụy Đại Huân vẫn chưa công khai tình cảm, dù cộng đồng mạng cũng như giới săn tin không ít lần bắt gặp hai người hẹn hò. Vậy là sau 2 năm ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Bịch dường như đã tìm được hạnh phúc mới và đắm say trong tình yêu với bạn trai trẻ kém 3 tuổi. Tuy nhiên, chồng cũ của cô, Lưu Khải Uy, không công khai bất kỳ mối quan hệ nào, sự nghiệp cũng dừng chân tại chỗ. Mới đây, một blogger Trung Quốc bất ngờ tiết lộ về thỏa thuận ly hôn của cặp đôi đình đám một thời, khiến mạng xã hội xôn xao bàn luận. Theo người này, Dương Bịch đồng ý trao toàn quyền nuôi con cho Lưu Khải Uy với điều kiện tài tử họ Lưu không được kết hôn cho tới khi bé Tiểu Gạo Nếp tròn 18 tuổi. Nếu Lưu Khải Uy tái hôn, anh sẽ mất quyền nuôi con gái. Blogger nhận định, điều khoản này thực sự khá tàn nhẫn với Lưu Khải Uy. Thông tin trên đã khiến người hâm mộ nghi ngờ về tính xác thực, nhưng cũng nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm hot trên mạng. Lưu Khải Uy là con trai của nam diễn viên gạo cội Lưu Đan, ngôi sao nổi tiếng của đài TVB. Khi Lưu Khải Uy bước chân vào giới giải trí, không ít người cho rằng con đường thành công của anh trải đầy hoa hồng, sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt thư sinh ưa nhìn. Anh được trao nhiều vai diễn quan trọng trong Nghiện Nặng Tình Thâm, Gia Tộc Vui Vẻ và Gia Đình Tôi. Dù là con trai của ngôi sao kỳ cựu Lưu Đan, sự nghiệp của Lưu Khải Uy tại Hồng Kông không quá rực rỡ và thuận lợi, nên anh quyết định chuyển hướng tấn công thị trường đại lục. Sau 5 năm lăn lộn ở thị trường phim ảnh đại lục, Lưu Khải Uy trở thành một diễn viên nổi tiếng với lối diễn đa chiều, tinh tế và vẻ ngoài điển trai của anh cũng là một lợi thế. Sau khi kết hôn với Dương Bịch, Lưu Khải Uy ngày càng nổi tiếng. Anh chuyển hướng kinh doanh sản xuất phim điện ảnh và tác phẩm Thịnh Hạ Vạn Tình Thiên vào năm 2013, do anh sản xuất thành công rực rỡ. Song khi cuộc hôn nhân của anh và Dương Bịch có dấu hiệu đổ vỡ và tin đồn Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu vào năm 2017, cũng khiến hình ảnh của nam diễn viên họ Lưu đổ vỡ dần trong lòng công chúng. Danh tiếng của anh tại đại lục giảm sút từ năm 2018, nam diễn viên không còn đắt sâu như trước, anh bị các nhãn hàng quay lưng và cũng hiếm khi có vai diễn. Giải thích lý do của hôn nhân giữa Dương Bịch và Lưu Khải Uy tan vỡ, một nguồn tin từng nói, Dương Bịch là con người của công việc, cô ấy sẵn sàng dành tất cả cho nghệ thuật. Thực tế, thời gian cô ấy ở nhà còn ít hơn trên phim trường, khiến mẹ chồng không hài lòng. Năm 2019, Dương Bịch từng giải thích lý do khiến cô đồng ý kết hôn với Lưu Khải Uy là vì, nếu không phải vì có con gái ngoài ý muốn, tôi cũng không lấy anh ấy. Câu nói của nữ diễn viên nổi tiếng từng nhận được sự chú ý của cư dân mạng và nhiều người tin rằng Dương Bịch cố gắng duy trì hôn nhân 5 năm là vì con gái. Hiện tại, cả Dương Bịch và Lưu Khải Uy đều có cuộc sống riêng sau 2 năm ly hôn.
Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân giữa hai người tan vỡ thực sự là gì? Vẫn là ẩn số với người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng người thiệt thòi nhất trong cuộc hôn nhân này chính là bé Tiểu Gạo Nếp. Cô bé thiếu vắng tình cảm, sự chăm sóc của mẹ và sớm chịu cảnh cha mẹ ly hôn khi mới 5 tuổi.